Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hiểu về tâm trí. Trong video ngày hôm nay, tôi muốn dành một câu hỏi cho bạn như thế này. Bạn đã từng nghe qua về luật giả định chưa? Nếu như bạn là những người theo dõi kênh từ thời điểm đầu, chắc chắn bạn đã từng nghe qua từ khóa là luật giả định. Vậy thì trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau nói về luật giả định có hiệu quả gấp 10 lần luật hấp dẫn. Liệu rằng bạn có tin điều này hay không? Có thể là bạn đã nghe rất nhiều về luật hấp dẫn. Thế còn về luật giả định thì sao? Liệu rằng bạn có biết là luật giả định có tác dụng thậm chí là còn lớn hơn gấp 10 lần so với luật hấp dẫn hay không? Nếu bạn đã áp dụng đúng quy luật của nó, đó là một khái niệm hấp dẫn, phải không nào? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau để làm sáng tỏ về khái niệm hấp dẫn này. Hãy cùng tôi lắng nghe và cùng thư giãn để học hỏi thêm một điều gì đó cho ngày hôm nay bạn nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng với nhau làm rõ về những bí ẩn của luật giả định. Luật giả định được hiểu một cách đơn giản nhất, đó là một hệ thống niềm tin. Nó khẳng định rằng, bằng cách cho rằng những gì bạn mong muốn nó đã và đang tồn tại rồi, và bạn sẽ có được nó. Hãy tưởng tượng là bạn là một người nghệ sĩ và vũ trụ là một bảng màu của bạn. Luật giả định sẽ là một chiếc cọ, nó cho phép bạn vẽ nên thực tế một cách chính xác như những gì bạn mong muốn. Bây giờ, có lẽ là bạn đang tự hỏi rằng luật giả định và luật hấp dẫn thì có gì khác nhau? Đây là một câu hỏi hay. Có người nói là luật giả định được coi là tích cực hơn so với luật hấp dẫn. Tại sao lại như vậy? Có người cho rằng luật hấp dẫn thì ngụ ý rằng bạn cần thu hút điều gì đó từ thế giới bên ngoài vào với cuộc sống của bạn. Thế nhưng mà chính điều đó lại tạo ra một ý nghĩ sâu ở bên trong bạn là bạn đang thiếu cái gì thì bạn mới phải cần thu hút những cái đó. Vì vậy, một phần nào đó thì luật hấp dẫn đang thể hiện rằng bạn vẫn có sự thiếu thốn và bạn cần phải thu hút. Tuy nhiên, ở trong luật giả định thì nó hoạt động dựa trên một tiền đề khác. Nó lập luận rằng những thứ bạn mong muốn thì đã tồn tại trong cuộc sống của bạn rồi, và bạn không cần phải thu hút thêm những điều gì bạn muốn nữa, mà nó mặc định đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Sau đó, bạn dành sự tin tưởng và bạn cho rằng là những điều bạn muốn thì đã là của bạn rồi. Nó giống như là cách mà bạn gieo một cái hạt giống ở bên trong bạn. Bạn đang chờ để được nuôi dưỡng và nó lớn lên thành một cái cây rất là xinh đẹp. Vậy thì luật giả định không chỉ là một hệ thống niềm tin, nó còn là một lối sống. Đó là việc bạn khai thác sức mạnh của vũ trụ để giúp bạn thể hiện mong muốn của mình. Đó là việc bạn mong đợi thành công và kết quả là thành công sẽ đến với bạn. Việc áp dụng tư duy giả định có thể giúp bạn có được sự tự tin và nâng cao năng lượng rung động của bạn. Vì vậy, khi chúng ta nghiên cứu sâu hơn về luật giả định, hãy nhớ về bài học quan trọng này. Không phải là bạn đang thu hút những gì bạn muốn, mà là bạn tin tưởng với niềm tin vững chắc rằng những gì bạn mong muốn thì đã là của bạn rồi. Bởi vì theo luật hấp dẫn, bạn sẽ đạt được điều gì mà bạn mong muốn khi mà bạn tin rằng nó đã tồn tại trong cuộc sống của bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu về luật giả định là gì? Chúng ta sẽ cùng với nhau để đi sâu vào cách thức hoạt động của nó. Luật giả định là một nguyên tắc hấp dẫn hoạt động dựa trên niềm tin rằng bạn có thể thể hiện những mong muốn sâu sắc nhất của mình bằng cách đơn giản rằng chúng ta nghĩ và chúng ta tin là nó đã tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Nó có vẻ giống như là một trò giả vờ hồi bé của bạn vậy. Khi bạn chơi một trò chơi, nhưng mà thực tế thì nó không còn là một trò chơi nữa. Nó là một bước ngoặt của vũ trụ. Bằng cách cho rằng bạn đã có được những thứ bạn muốn, có nghĩa là bạn đang gửi đến một thông điệp mạnh mẽ tới vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng cho điều đó. Thế nhưng mà chính xác là nó hoạt động như thế nào? Vậy thì bây giờ bạn hãy nghĩ về vũ trụ, nó giống như là một mạng lưới năng lượng rộng lớn để kết nối chúng với nhau. Mọi suy nghĩ mà bạn có, mọi cảm xúc mà bạn nhận được thì đều gửi tín hiệu sóng qua mạng lưới này. Những tín hiệu sóng hoặc là những rung động này thì nó đều tương tác với năng lượng của vũ trụ. Nó định hình và ảnh hưởng đến thế giới xung quanh bạn. Đây là cách mà quy luật giả định khai thác sức mạnh của vũ trụ để giúp bạn thể hiện mong muốn của bạn trong khoảnh khắc mà bạn áp dụng được tư duy giả định. Vậy thì khi bạn đang rung động theo tần số của thực tế mà bạn mong muốn, bạn đang điều chỉnh những suy nghĩ và cảm xúc của mình với trạng thái là đã có được những gì bạn muốn. Sự liên kết này thì tạo ra một lực hút từ tính mạnh mẽ, nó thu hút những ham muốn của bạn về phía trước. Và trong luật giả định thì cũng khẳng định rằng, bằng cách mong đợi thành công sẽ đến với bạn,
Điều này không có nghĩa là bạn sẽ ngồi im và sau đó thì bạn nghĩ về thành công của bạn, rồi bạn chờ đợi là thành công sẽ đến với bạn. Mà thành công sẽ đến với bạn khi bạn tự tin và bạn tích cực hành động. Bên cạnh đó, luật giả định có gợi ý rằng bằng cách mong đợi thành công, bạn đang tạo ra một tư duy chuẩn bị sẵn sàng cho thành công đó. Bạn đang nuôi dưỡng một thái độ về sự chắc chắn. Nó không chỉ làm cho bạn mạnh mẽ hơn khi bạn đối mặt với thử thách, mà nó còn giúp bạn phát hiện ra những cơ hội mà bạn có thể đã bỏ lỡ. Đây là lúc mà sự tự tin của bạn phát huy tác dụng. Khi bạn cho rằng mình sẽ thành công, tự nhiên bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Sự tự tin này lần lượt thúc đẩy quyết tâm của bạn và giúp bạn có động lực, và từ đó thì giúp bạn tăng được cơ hội thành công nhiều hơn. Tóm lại là, luật giả định thì hoạt động bằng cách là chúng ta điều chỉnh suy nghĩ cảm xúc của bạn theo những mong muốn của bạn, và rồi thì bạn nâng cao được rung động của bạn, bạn nuôi dưỡng tư duy sẵn sàng cho thành công đó. Vì vậy, khi mong muốn thành công, bạn sẽ không còn chỉ hy vọng vào điều đó, mà bạn còn đang đảm bảo nó sẽ hoạt động. Bây giờ, hãy cùng với nhau để khám phá về những lợi ích của quy luật giả định. Trước hết, việc mà chúng ta áp dụng tư duy giả định có thể là một động lực tăng cường sự tự tin lớn nhất dành cho bạn. Hãy nghĩ về điều đó. Nếu như bạn thực sự tin rằng là những gì bạn muốn, nó đã là của bạn rồi, bạn tự nhiên toát ra cái cảm giác của sự tự tin. Khi bạn thể hiện bản thân mình khác biệt, tương tác khác biệt với mọi người một cách tự tin hơn, bạn tiếp cận với mục tiêu của mình ở một mức độ là suy nghĩ của bạn hoàn toàn tự tin rằng là nhất định bạn sẽ thành công. Và đây không chỉ còn là một trò chơi như hồi bạn còn bé và bạn chơi nữa, nó cũng không phải là một vở kịch mà bạn phải diễn, mà nó là việc bạn giả định, mà sự giả định này sẽ thực sự giúp bạn có được thứ mà bạn mong muốn. Nó không chỉ dừng lại ở đó. Quy luật giả định còn được cho là nó có tác dụng nâng cao năng lượng rung động của bạn. Bây giờ, điều này nghe có vẻ hơi bí ẩn một chút, nhưng mà chúng ta hãy cùng với nhau để phân tích nó. Mọi thứ trong vũ trụ này, bao gồm cả chúng ta, chúng đều được tạo ra và hình thành từ năng lượng. Năng lượng này thì rung động ở các tần số khác nhau, và những tần số này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và suy nghĩ của chúng ta. Và thậm chí, chỉ là những sự kiện diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta vận hành với tư duy giả định, chúng ta đang tự điều chỉnh năng lượng theo những gì mà chúng ta mong muốn. Sự liên kết này nó làm tăng rung động của chúng ta, và chúng kéo chúng ta gần lại hơn với những điều mà chúng ta muốn thể hiện. Một ví dụ mà tôi đã lấy ví dụ rất nhiều bởi vì nó rất sát với cuộc sống của chúng ta, đó là giống như việc chúng ta điều chỉnh một chiếc đài radio. Nếu như bạn muốn nghe một kênh cụ thể nào đó, bạn cần phải điều chỉnh cái đài của mình đến đúng cái tần số đó. Còn nếu như bạn muốn thu hút kết quả mà bạn mong muốn, tất nhiên bạn phải điều chỉnh năng lượng của bạn để phù hợp với những điều đó. Đó chính xác là những gì luật giả định sẽ giúp bạn làm được điều đó. Luật giả định có phần tích cực hơn với luật hấp dẫn một chút, bởi vì luật hấp dẫn thì nhấn mạnh về sức mạnh thu hút thứ gì mà chúng ta mong muốn. Thế còn với luật giả định thì nó tiến thêm một bước nữa bằng cách là khuyến khích chúng ta hãy sống trong cuộc sống mà những kết quả và thành công về những điều bạn mong muốn nó đã trở thành hiện thực rồi. Nó không chỉ còn đơn giản là suy nghĩ tích cực nữa, mà bạn còn là thể hiện kết quả tích cực mà bạn đang tìm kiếm. Vậy nên, khi bạn mong đợi thành công thực sự sẽ đến với bạn. Nó giống như là việc bạn khai thác về sức mạnh của vũ trụ để giúp bạn có thể thể hiện được mong muốn của mình. Và thực tế là ai cũng đều mong muốn những gì mình mong muốn thì nó xảy ra trong cuộc sống của mình. Và như bạn cũng thấy, luật giả định có thể là một công cụ mạnh mẽ cho sự phát triển và biểu hiện cá nhân của bạn được thành công hơn. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về quy luật giả định và cách để vận hành luật giả định như thế nào. Đó là cả một quá trình và một hành trình dài đúng không? Chúng ta đã đi sâu vào quy luật giả định, một nguyên tắc mạnh mẽ, nó được phát biểu rằng bạn sẽ đạt được điều gì đó mà bạn mong muốn chỉ bằng cách đơn giản đó là bạn tin rằng nó đã tồn tại trong cuộc sống của bạn. Quy luật này nó giống như là ngọn hải đăng của sự tích cực, là ánh sáng dẫn đường khuyến khích chúng ta thực hiện những gì chúng ta mong muốn một cách tốt nhất, những tham vọng và những ước mơ của bạn. Luật giả định cho chúng ta biết rằng vũ trụ không phải là một nơi khan hiếm, nó thực sự là một nơi dồi dào, nó có đầy đủ cho tất cả mọi người. Nơi mà những mong muốn sâu sắc nhất của chúng ta đã tồn tại và chờ đợi chúng ta để đạt được chúng.
Quy luật giả định này không chỉ là một khái niệm triết học mà nó còn là một công cụ thiết thực. Nó có khả năng để khai thác sức mạnh của vũ trụ để giúp bạn thể hiện mong muốn của bản thân mình. Bạn không còn chỉ là một người quan sát thụ động nữa, bạn là một người tham gia tích cực vào chính định mệnh của mình và bạn là người sáng tạo ra cuộc sống của chính bản thân bạn. Hơn nữa, quy luật giả định thì còn làm tăng năng lượng rung động của bạn. Nó gắn kết bạn với vũ trụ, nó cho phép bạn khai thác sức mạnh và tiềm năng vô hạn của nó. Đó là một quá trình biến đổi, một quá trình mà không chỉ thay đổi hoàn cảnh mà còn thay đổi cả quan điểm của bạn về cuộc sống này. Về bản chất thì luật giả định là bạn tin rằng khả năng của bạn có thể tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Đó là việc mà bạn bước vào một chiếc ghế lái, bạn kiểm soát được hành trình, bạn cầm chắc tay lái của cuộc đời mình, bạn hướng về với đích thành công mà bạn mong muốn. Trước khi kết thúc video của ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng thông điệp của ngày hôm nay đã là rất tuyệt vời với các bạn. Nếu như bạn cảm thấy là thông tin này hữu ích thì vui lòng có thể đăng ký kênh, nhấn nút thích video và bình luận suy nghĩ của bạn về một điều gì đó về luật giả định. Phản hồi của bạn là vô cùng quý giá. Chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe những suy nghĩ cũng như là những trải nghiệm của bạn. Và nếu như bạn muốn có cuộc sống mà bạn có những bước ngoặt vượt bậc trong thời gian tới thì đừng quên là hãy đồng hành với chúng tôi trong các video tiếp theo. Cảm ơn bạn vì đã là một phần của hành trình này. Chúng tôi rất vui nếu được gặp lại bạn trong các video tiếp theo.